Kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Hôm nay Diệm Quyên rất vui khi được quay lại với quý khán giả trong chương trình Đối diện với sự thật cùng với bác sĩ Ngô Bá Định và anh Tường Thắng. Xin mời bác sĩ và anh Thắng có lời chào đến với khán giả. Cảm ơn Jimmy và cảm ơn anh Thắng cho mình cơ hội để trình bày những ý kiến. Lắm lúc nó cũng hơi nóng nảy cho nên lúc nào cũng phải bởi vì hôm nay mình phải có Diễm Quyên Diễm Quyên mà control lại bác sĩ kiểm soát lại tất cả mọi đúng rồi đổ nước vô để cho nó bớt hài hòa lại. Đúng rồi, mình bây giờ mình phải focus là discuss mấy cái topic nha, chứ mình không có chỉ trích ai, không có chửi rủa ai hết. Trước là trước anh Thắng dùng chữ làm cho mình hơi thắc mắc là nói là Diễm Quyên đi mây về gió, cho nên mình nghe trời ơi, đi mây gió nghĩa là gì? Tôi cũng biết khá nhiều tiếng Việt Nam mà tôi nghe chữ đó, nhưng bây giờ tôi nghe anh Thắng giải thích nó rõ ràng thì mời quý vị lắng nghe. Dạ vâng, đi mây về gió là cái từ dùng để mà mình nói những cái người mà đi máy bay nhiều đó. Dạ vâng. Đi mây về gió tức là lên trên mây và theo gió bay về lại phi trường. Đó. Đó. Nghĩa là bay tới bay lui. Tại bên Mỹ này thường thường mình sử dụng cái phương tiện là mình đi bay nhiều hơn. Ở Việt Nam mình thì nghèo hơn thì đi xe đò. Ở đây thì xe đò cũng ít, Greyhound và cũng phá sản rồi. Dạ đúng. Đúng không? Phá xe đâu còn nữa đâu, thôi thì bây giờ chỉ có bay thôi. Đúng rồi, em đi nhất. Mây về gió riết, em trúng gió luôn rồi. Đúng rồi, may là không gặp thằng phải gió. Thì lúc đó phải gửi gió cho mây ngàn bay. Đó. Ok, hôm nay mình sẽ nói chuyện gì, mời Dạ vâng, hôm nay mình nói về vấn đề mà Covid thì bây giờ mũi thứ ba đã được chấp nhận và tới ngày 20 tháng 9 thì tất cả mọi người có thể được tiêm mũi thứ ba. Và thường thường á, không phải thường thường mà bây giờ có ra chỉ lệnh là ai mà tiêm mũi thứ hai xong mà sau 8 tháng là có thể tiêm được mũi thứ ba. Nhưng mà em nghĩ là mình bác sĩ thấy sao? Em thấy nha, những người trong gia đình em á là họ thấy mũi thứ ba là họ chạy đi họ tiêm liền luôn. Ủa, quên tiêm chưa? Em chưa tiêm. Nhưng mà em sẽ tiêm. Dạ. Nhưng mà bản thân mình đợi. Cũng phải đợi 8 tháng. Suy mình cũng đã 8 tháng thì mình chỉ tháng 12. 8 tháng hay 5 tháng bác sĩ? 8 tháng. Theo lần cuối cùng mình biết. Có thể nó thay đổi lúc nào mình không biết. Thế 8 tháng tính từ mũi thứ nhì đúng không? Từ mũi thứ nhì. Bản thân tôi là tôi sẽ trích mũi thứ ba đó, tại vì cũng trên 8 tháng rồi. Nhưng mà ở văn phòng của tôi thì đã có Moderna rồi. Cho nên có những vị thật ra mới có 7 tháng mấy hay là 6 tháng mấy đi, nhưng mà các vị lớn tuổi có bệnh nền. Các vị đó nó là đứng ở giữa đó, trên mình mở những cái vao đó rồi đó, mà mình không tiêm chích đi bỏ uổng lắm. Nên nhớ từ tháng 3 cho đến bây giờ nước Mỹ chúng ta đã bỏ đi khoảng chừng mười mấy cho đến nếu không nói là mấy chục triệu mũi liệu. Thuốc mà cái đó là biết bao nhiêu tiền trong đó, mà biết bao nhiêu sinh mạng sẽ được cứu bởi những cái mấy chục triệu thuốc đó. Thống kê là chỉ có 15 triệu mũi, nhưng mà thật ra chắc chắn là trên nó nhiều. Nhiều hơn. Cho nên cái vao là mở ra rồi đó. Mình thấy có người, các bác trên 65 tuổi bị máu mỡ đường, các bác bị bệnh phổi, các bác bị không có tập thể dục sao. Mình thấy có những bệnh đó thì mình cũng... Mà cái đó là những cái chỉ số của CDC, FDA đưa ra, cái nhân sinh và sức khỏe đưa ra. Nó không phải là luật pháp. Cho nên tôi nghĩ có những cái mà nằm ở trong cái vùng xám đó, không có trắng đen rõ ràng, thì bản thân phòng mạch tôi cũng di du đó, là cũng trích cho các bác mà những người có bệnh nền. Hoặc là những người đang uống những thuốc làm cho hệ thống miễn nhiễm nó yếu đi, hoặc là những người bị suyễn, là bị cái gì mà tới phổi đó. Phổi mà yếu, hoặc là những người hút thuốc lá, hoặc là những người có đi làm việc tuy là họ có đeo mask hay là giãn cách ở đó 6 feet này nọ, nhưng mà khi mà làm nhà hàng, làm ở những phòng mà tập thể dục thể thao, hay là những tiệm nail tóc, hay là dry clean, hay là những vùng giải trí, hay là đánh bia, hay là cà phê đó. Có những vị đó họ do dù đeo mask hoặc là giãn cách đi nữa, hay là có những cái cách phòng vệ để mà rửa tay nữa, ngăn ngừa chùi hygiene cái mặt bằng này nọ, nhưng mà dẫu sao cũng có thể bị hết. Cho nên mình gặp những cái vị đó mà high risk á, thì mình cũng trích cho họ luôn. Tôi nghĩ tôi không làm cái gì mà phạm pháp, nhưng mà nếu mà theo chặt chẽ theo chỉ dụ của CDC có lẽ tôi không có được trắng đen rõ ràng, nhưng mà cái vào cứu nó mở người rồi. Quan trọng hơn đúng vâng không? Tôi nghĩ ai trách gì thôi chịu, nhưng mà nếu mà giúp được cái người đó, cái cánh cuối cùng, cái mục đích tối hậu là giúp người, giúp cho cái sự nhiễm nó lây lan ra, và thì
cứ tôi sẽ làm. Mà mình thấy ở những cái pharmacy đó, yeah. Walgreens, CVS hay nọ, họ cũng sợ bị thưa kiện lắm, yeah. Họ sợ bị chỉ trích lắm, họ sợ bị, tại vì họ là những người có tóc mà họ build lên cả ngàn tỷ đô la capital của họ, cho nên họ có những cái firm này nè, yeah. Để mà họ test cho anh bao nhiêu tuổi, anh có những cái bệnh này hay không, anh có expose như này không, để mà có những cái risk factor mà lớn đó, thì mấy người đó mà check vào được thì họ check cho họ. Tuy yeah. rằng họ không phải là những người bị thay ghép nội tạng hay là uống thuốc mà làm nào. Hệ thống miễn nhiễm mà yếu đi, hoặc là những cái bệnh mà to tát lớn lao mà bệnh ung thư máu hay là HIV hay là những người bị ung thư mà đang giờ dùng chemo này nọ đó, thì tuy là không có nhưng mà nó high risk, cho nên họ có những cái attest đó mà họ không bị chỉ trích, đem lên báo chí lớn hoặc là bị thua lỗ trong vấn đề về chứng khoán hay là đó, thì cái đó là họ cũng khôn ngoan. Nhưng mà phòng mạch tôi thì chúng tôi cũng document là vị này lớn tuổi, ở chung với những người high risk và người đó làm cái nghề nghiệp high risk, chúng tôi cũng document để mà kiêm chức trách cho họ. Yeah. Yeah. Cho nên quý vị, nếu mà được quý vị nói bàn với thầy bác sĩ gia đình quý vị để chích mũi thứ ba, có khi không cần trên 8 tháng, có thể 6 tháng mấy, 7 tháng mấy, nhưng mà quý vị có những cái risk factor thì có thể chích được. Thì nếu mà Moderna chích Moderna, Pfizer nên chích mũi thứ ba Pfizer. Nếu mà không nhớ mình chích loại gì hay là lúc đó chỉ có Moderna, quý vị cũng nên chích Moderna đi, tại Moderna cái khả năng phòng chống Delta nó nhiều hơn, tới 80-90% so lại chỉ có 6-mấy% của Pfizer mà thôi. Yeah. Nhưng còn Johnson thì cái mũi thứ hai booster đó là chúng ta chưa biết, nhưng mà rất gần, trong vòng 1 tháng chúng ta sẽ có chích cái mũi thứ hai, cái mũi tiêm bồi đó. Và cái mũi tiêm bồi đang nghiên cứu là cái đô chính thức chỉ là nửa đô của mũi thứ nhất thôi. À. Nhưng mà họ cũng một số người đồng ký tên, họ sẽ nghiên cứu cho những người chích mũi thứ hai đó, double cái đô đó, để so lại cái nửa đô đó có khác gì hay không. Nhưng mà chính thức là nửa đô thôi. Yeah. Vâng, thì trong tương lai chúng ta sẽ cập nhật hóa cái vấn đề này nhiều hơn. Và không biết anh Thắng và chúng tôi có gì. Dạ vâng, thì nói như thế thì trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều người họ không tin vaccine. Đúng rồi. Và yeah. họ cũng đã đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người không tin vaccine. Và đã có những người không tin vào chuyện đó, và đã có một số người đã bước qua cái cầu nhị thiên đường. Tại vì Trầy Văn Hoàng Hải Thủy nó có viết một cuốn sách tên là nói về cái cây cầu nhị thiên đường. Dạ vâng. Thì mình dùng cái từ đó để nói là bước qua cái cầu đó để qua bên thiên đường bên kia. Okay. Dạ vâng, thì trong đó thì không biết là có bốn người, đặc biệt bốn người này là bốn người ủng hộ ông Trump hết mình. Đó là ai vậy? Đó là thứ nhất là ông Mark Benier, yeah. ông Phil Valentine, ông Jimmy DeYoung và cuối cùng là ông Dick Farrell. Yeah. Bốn người này là bốn người right wing, là cực hữu đó. Dạ. Yeah. Yeah. Republican right wing, anti vaccine, anti mask, chống vaccine, chống đeo khẩu trang. Đúng rồi, chống đeo khẩu trang. Dạ vâng, ông Seth Wallace là người tổ chức và cũng là đồng sáng lập cái tổ chức bảo vệ tự do chống khẩu trang ở San Angelo. Yeah. Ông đã chết vì COVID-19. Người thứ hai là ông Mark Benier, là sứ ngôn viên của đài phát thanh Daytona Beach. Người liên tục chống lại việc mang khẩu trang, chích ngừa cũng ra đi sau khi tuyên bố ai chích ngừa là tự sát. Thì ông không tự sát được, thì con virus giúp ông đi qua bên kia. Stephen Harmon là thành viên của cả đoàn thành nhà thờ lớn nhất ở Los Angeles, đúng đã rồi. Chết vì COVID-19 sau nhiều lần chế nhạo những người đeo khẩu trang và cũng như từ chối không chịu chích ngừa. Rồi cuối cùng đó là kính thưa quý vị, Scott Apley là một lãnh đạo của đảng Cộng hòa ở tiểu bang Texas, chỉ trích nguyền rủa những người mang khẩu trang chích ngừa COVID, cuối cùng chết vì cái virus này. Cũng chết vì con virus này. Yeah. Yeah. Bước qua cái cầu nhị thiên đường. Sao mà nó có câu là nhất dương chỉ mà nhị thiên đường, tam tông miếu mà tứ đổ tường mà ngũ vị hương lục ngũ vị hương. Ủa như vậy đây, nghĩa là sao? Ủa sao tứ đổ tường mà có ngũ vị hương? Ngũ vị hương là người ta nấu ăn mà có anh năm cái vị hương ngon nhất, mà sao trong một, hai, ba, tứ đổ tường trong đây có tứ đổ tường? Tại sao mấy người này có thể không tin một cái con virus mà đã giết chết bao nhiêu triệu người, mà lại phải không tin một con virus đó nhưng mà lại tin rằng một cái vaccine mà cứu bao nhiêu triệu người á, yeah. thì sẽ giết chết mình. Bởi vậy. Về paradox. Thứ nhất là như này. Chút nữa mình nói cái vấn đề mà Texas mới vừa pass cái law mà cấm mà hủy thai. Sau là những người này, yeah. những người đã từng nói là cái quyền mà chích ngừa hay không, đeo khẩu trang hay không là quyền
tự do cá nhân của tôi. Đúng rồi. Mà họ nói một câu rất là bỉ ổi, nếu không nói là tán tận lương tâm, bỉ ổi mà ích kỷ đó. Ích kỷ một cách gọi là khốn nạn đó. Không có ai muốn sống với những bọn mà ích kỷ mà okay, calm down. Ok. Thì nhưng mà anh say là một chuyện, nhưng mà anh say mà anh leo vô xe anh lái đó, anh đụng người khác, người có thể người ta, anh không chết người khác chết, mà không phải là một người chết, nhiều cái xe nó đụng nhau trên freeway nữa. Yeah. Anh không có vaccine nữa, nhưng mà khi mà lây bệnh anh lây lan ra nhiều người, lây lan cho con anh, vợ con anh, cha mẹ ông bà anh, người thân của anh, nhưng mà trước nhất là bản thân anh có thể chết nữa. Anh không thương anh thì ai thương anh? Anh không tôn trọng kính trọng anh, có tự trọng anh thì còn ai có thể tôn trọng anh được? Hay không, họ nói là quyền tự do cá nhân của tôi mà tại sao đụng tới? Nhưng mà cái chuyện mà khi mà là những người đàn ông không nha, làm luật đó, đàn ông không à? Yeah. Nhưng mà cái quyền mà khi mà người ta chưa biết người ta mang thai tại vì bị loạn luân, bị hiếp dâm bởi cha chú, hay là bởi một cái tay mà mình không thích về cái người đó, mà nó hoặc là trong lúc mà đi party mà nó cho nó uống cái thuốc là red đó, red đó, đó, mà đó. Mấy tuần sau mình mới lúc biết mà mình mất mất kinh, trễ kinh là mình mới biết là ấy, mình thử ra mới biết, mà không biết cái đứa nào đã là mình nữa. Yeah. Mà bây giờ đã nói là sau 6 tuần là chưa biết được cái tiếng tim, chưa chắc đã hiện ra nữa. Yeah. Ta nói là khoảng trên dưới 6 tuần có người nghe có người không nghe. Yeah. Thì lúc đó mình mới biết là thì những người đàn ông mà làm luật đó cấm những người đàn bà phải không thời được quyền phá thai sau dạ, 6 tuần. Sau 6 tuần đó. Ở tiểu bang Texas. Đó là cái quyền tự do của tôi để không đeo mask, không có đeo vaccine là quyền tự do của tôi. Nhưng đúng mà, nhưng mà phụ nữ lại không có. Lấy đi bắt đi lấy cái quyền tự do của người khác. Cái quyền mà tự do quyết định lên cái thân thể của người ta. Dạ vâng. Thì tới lúc, nhưng mà cái vấn đề mà mấy trăm nay đã. Nhưng mà cái vấn đề như thế này. Tác giả của bào thai đó thì không bị những cái kẻ đàn ông mà gây ra cái bào thai đó phải đi triệt sản hoặc là phải cột ống dẫn tinh. Đúng rồi. Những người đó cái, cái luật của Texas, cái luật phá thai, cấm phá thai của luật Texas nó nghiệt ngã ở chỗ này. Đối với những người bị loạn luân, đối với những người bị hiếp dâm, không có trường hợp ngoại lệ, tức là người phụ nữ không được quyền phá thai. Ừ. Mà ngặt nghẽ cái thứ ba là gì, là cho phép những người chung quanh, những người trong tiểu bang, ngoài tiểu bang được quyền kiện cái người phụ nữ đi phá thai, được quyền kiện những người mà đưa cái dịch vụ phá thai đến người phụ nữ, được quyền kiện những người nào giúp người phụ nữ phá thai, kể cả người tài xế lái xe. Đúng rồi. Tài xế người phụ nữ tới đó là nó có quyền kiện. Mà không những kiện như vậy, mà cái tên, thí dụ bây giờ cái tên hiếp dâm á, cái tên hiếp dâm á, nó có quyền kiện người phụ nữ, kiện cái người tài xế hoặc là những người thân của những người đó mà dẫn người đó đi phụ nữ đi phá thai, nó có quyền kiện để lấy tiền, nó ngồi tù. Yeah. vì tội phá thai, vì cái tội hiếp dâm, nhưng mà nó được quyền hưởng cái tất cả cái tiền bồi thường mà do đó kiện người ta. Thí dụ hiếp dâm một cái người mà có tiền nhiều đi, một cái người tài tử nào đi mà tiền nhiều, bây giờ cái có thai đó là phải giữ con để mà trả cái support cho anh ta khi mà hắn ta ở đúng rồi, ra tù đó là phải trả cái tiền đó cho nó. Thì trời ơi, mà người đàn bà phải sống với lại cái nỗi ám ảnh về đứa con, mà cái người mà mình ghê tởm, mà mình khinh bỉ, mà mình coi như là côn trùng súc vật, mà mình phải cứ thấy cái hệ quả nó mỗi ngày đau đớn, mà trong khi còn phải trả tiền alimony cho thằng đó nữa. Thì bởi vậy. Child support. Đó, rồi, tại vì mình nói là nói luôn đi, tại vì đang nói Covid, chúc mình trở lại Covid phải không? Yeah. Bây giờ, cái người đàn bà này ghen tị thù ghét nhau, mình ngoài mặt giả bộ làm bạn đi. À. Đùng một cái mới biết người này là lỡ ngày hôm đó là lỡ một cái gì đi ha. À. Mà cái mà dính đi mà mới biết tại là trễ kinh khoảng 2 tuần rồi. Yeah. Mới đi thử mới biết chết cha rồi. Chảy cưng 2 tuần mà thì mới biết là mình có đầu thai trên 6 tuần rồi. Yeah. Thử ra là bây giờ đâu có phá được nữa. Yeah. Thì cái cô này mới biết mà thù cô này lâu rồi. Mới đi kiếm, đi hỏi người đó biết đó. Yeah. Xong rồi đi kiếm cho người khác, đi thưa cái người. Yeah. Tại vì bất một trong mấy người nào này mà không? Giúp cho người này đó. Yeah. Giúp mà anh gọi cái phone, đưa cái số địa chỉ, cái chỗ mình cứ phá, anh cũng sẽ bị phạt luôn. Yeah. Chở đi bị phạt luôn, cho mượn tiền cũng cho bị mượn phạt tiền luôn, cũng sẽ bị phạt luôn, mà giới thiệu cái chỗ luôn. Đó cũng sẽ bị phạt luôn, tại vì người ta coi là accomplice, đúng không? Mấy người này đúng. Là accomplice, góp ý kiến mà có đó, nó ghi lại rõ ràng, có người làm bằng chứng, anh góp ý kiến cho bà này tìm cách để mà tìm cái chỗ đó, thì cái người này gián tiếp đi kiếm người khác thưa cái hai cái người này, chứ mình không có dính tới, mình dính tới lộ ra nó biết sao. Đúng. Cái chuyện mà thù ghét nhau giữa đàn bà nhau, anh biết là nó kinh khủng lắm.
Ok, hôm nay là bạn nhưng mà đùng một cái một ngày đó nó thành tử thù với nhau, mình đâu có biết được. Mà cái này nó kiện đó là cái nó kiện liên đới, người này kiện người kia, nó đó trở thành một cái mạng lưới kiện lẫn nhau á. Nó giống như thời kỳ đấu tố mà cách mạng văn hóa, đúng rồi, cái thời rồi, dưới rồi, thời kỳ rồi mà cộng sản mà hàng xóm mà nó cứ liên hệ với nhau, ấy với nhau. Hàng xóm á là tổ dân phố, nó ngồi nhìn qua bên kia nó thấy ăn con gà đó là nó kiện liền, là nó đi thưa để mà người bị bắt. Tức là nó kiện thành nó dây chuyền, kiện người này kiện người kia, kiện kiện riết thành là cái mạng lưới nhân quyền đó. Chứ đến mà cái mạng lưới, mà trong cái mạng lưới người nó kiện có nhiều khi có lên đến cả 100.000 người. Có những người vì muốn có tiền đó cũng xía vô kiện, mà không phải chỉ trong tiểu bang, ngoài tiểu bang được kiện luôn. Đúng rồi. Anh BC nghe nói à đó là kiện rồi, kiếm 10.000 bỏ túi. Từ hãy mà anh thua kiện là anh phải trả tiền luật sư phí. Đúng rồi. Anh có và thể chỉ vì sản một cái luật như vậy thôi. Cái luật nó đẻ ra như vậy cho nên nó đính ra, nó đưa ra một cái giống như cộng sản vậy đó. Ừ. Những cái dây nối thắt cái, nối. Như là người này nhòm dòm nhà người kia. Ừ. Anh spy, tức là nó giống y chang hệ thống cộng sản, là anh phải làm gián điệp để anh nhìn người thằng này đằng kia nó làm cái gì. Người ta làm cái nghiên cứu, người ta làm khăn dò đó, đa số những người ở đây là tôi nói liền nha, những người mà đạo nào, Tin Lành nè. Dạ. Đạo Tin Lành là đạo Công giáo nè. Họ muốn được legal cái chuyện phá thai nhiều hơn là cái người mà không có đạo trong đây nữa. Yeah. Ok. Những người ta làm nghiên cứu những người mà phá thai á, số đông đó là những người có đạo. Yeah. Không, đúng rồi, em đồng ý cái, tại vì cái thứ hai nữa mình xin nói, xin lỗi Diêm Quyền. Những người đó nói á, khi mà đi bầu tôi bầu chống phá thai tại vì tôi sợ gặp confess với Chúa lắm, tôi gặp cha mới cần, với lại tôi nói chuyện nhiều khi tôi phải nói thật, mà tôi nói thật miễn là cái chuyện phá thai đó nó vẫn còn ok. Yeah. Cái roll and way nó vẫn ok. Yeah. Nó ở tiểu trong tiểu bang tôi vẫn còn ok thì tôi vẫn cứ mark là tôi không đồng cái quan điểm là phá thai đi, tại vì yeah, nhưng mà thật sự tôi vẫn có thể làm được. Yeah. Nhưng mà giờ người ta làm nghiên cứu như người đó nói hả, cái này nghiên cứu người ta trời thành thật đó nha. Yeah. Khi mà cái luật nó thành giống như ở Texas rồi đó thì tôi sẽ bắt đầu vote khác. Yeah. Nên nhớ quý vị, cái nghiên cứu những người mà thật sự biến cái số lượng mà ông Biden mà nhận nhiều phiếu để mà thắng ông Trump á, là những người Mỹ trắng trung niên đang đi làm 40 đến 60 tuổi, mà nhiều người trong đó là người Cộng Hòa. Wisconsin vừa rồi ông Ron Johnson nói phải không? Yeah. Với lại ông thứ hai là ông gì? Rand Paul phải không? Yeah. Nói rất ư là nhiều người và đảng Cộng Hòa bầu cho những cái cấp dưới là Cộng Hòa, nhưng mà khi bầu cho ông Biden và ông Trump, họ bầu cho ông Biden. Yeah. Những người đó là người yêu nước, họ không có ngu ngục, họ vẫn đọc được tiếng Anh, hiểu được tiếng Mỹ, họ biết ai là bán nước hại dân, ai là làm chuyện nói láo nói xạo, ai làm những chuyện mà phản khoa học giết người hại dân, họ biết người nào giúp cho đất nước này. Họ bây giờ như thầy nha, vấn đề mà phá thai quý vị sẽ coi, let we'll see, we'll find out. Những người phụ nữ mà nói miễn là cái luật cho phá thai, cuối cùng nó cho phá thai, tôi là người Công giáo, tôi là người Cộng Hòa, tôi vẫn ghi là tôi không thích phá thai. Nhưng mà bây giờ khác rồi, tình hình đổi rồi, bây giờ nó thay đổi như kiểu Texas, tôi phải vote khác. Yeah. Thăm dò họ nói như vậy đó, tôi sẽ vote lại là cho những cái, cho những người mà cho ít nhất cũng phải là hủy cái thai ít nhất là trước 12 tuần thay. Yeah. Vì 6 tuần đâu có ai biết được đâu. Đúng. Người ta không biết được là để rồi khi mà biết là trễ rồi, bây giờ người ta phải mang cái thai mà bị cha chú đó hãm hiếp rồi người cha mà làm mà thất bại, người cha nhiều khi nó tán tận lương tâm, mày phải giữ cháu ngoại của tao để mà có gì có tiền đó, mày phải alimony cho tao, bây giờ tao là cha của đứa cháu ngoại đó. Đúng rồi. Nó làm những chuyện tán tận lương tâm mà muốn đứa này có nhiều thứ mình không kể hết, những complication. Thì những người đàn bà đó, những cái tiểu bang khác sẽ làm giống như Texas, rồi quý vị sẽ coi cái số lượng người bầu cho những người để cho bầu cho những người mà nới trong vấn đề mà viability đó, thay vì 6 tuần mà phải tới 10 hay 12 tuần, nó reasonable một chút xíu, mà đa số các tiểu bang này dùng đó là từ 12 đến mười mấy tuần đó, thì người ta sẽ bầu. Cho nên cái người mà làm ác giả ác báo, cái bọn mà làm cái bọn mà tiểu nhân bỉ ổi ganh tị đố kỵ mà làm những chuyện xấu xa đó, bất nhân thất đức đó, vô đạo đó, nó thế nào cũng gặp ác à. Yeah. Tại vì những người phụ nữ đó, quý vị sẽ coi, người ta sẽ hỏi ủa tại sao bây giờ phụ nữ họ bầu cho bên dân chủ hay bầu cho những người mà nới trong cái vấn đề viability thay vì 6 tuần là cái bào thai có thể sinh tồn được đó. Yeah. Thì thường thường là
18 cho đến 24 tuần là cái bào thai chắc chắn nó sinh tồn được. Yeah. Nhưng mà người ta vẫn nhiều tiểu bang giới hạn lại khoảng 12 đến 14 tuần thì vậy. Yeah. Thì thay vì 6 tuần sớm quá, người ta chưa feel được nữa mà. Không biết nữa. Thì người ta bắt đầu sẽ bầu đi, thì những đứa mà làm ác đó, cái vấn đề bầu cử nó bị, ủa tại sao? Tại giống như ông Trump mới vừa rồi á, trước khi đó ông nói là tao không ngu gì kêu người ta bắt chích ngừa hết á. Tao làm như vậy, thứ nhất tao người mất làm mất lòng những người bầu cho tao. Yeah. Cái thứ hai tao không có do a Biden a favor, tao đâu có ngu. I'm not gonna do a Biden a favor, làm như vậy Biden nó được hưởng cái uy tín là trong người đầy tốt. Nhưng mà sau đó đó, ở trên đài Fox hay đâu ông nghe là ở đâu đó, hắn tao nói là no, quý vị nên đi chích ngừa đi. Biết tại sao không? Cái câu cuối cùng không ai ghi nhận, phải có người để mà đi bầu chứ, phải sống mà đi bầu chứ. Cái tay mà hèn hề không biết, cái tay mà gian thương mà thập gian lão quái này hả, nói what in it for me, cái gì cũng phải có lợi cho hắn ta mới được. Yeah. Phải đi chích ngừa đi, bây giờ nếu mà không chích ngừa tụi bay vậy là everything's about him. Yeah, mê tín gì đang bàn môn tả đạo mà dãy đành đạch. Ok, bưng bô liếm đế sạch sành xanh, quý vị nhớ không tôi cái câu về đó nha. Ok, thôi, bàn môn tả đạo dãy đành đạch, dãy đành đạch ở trên máy thở trong nhà thương, tại chết chết đâu có vaccine đâu mà thì mình chết. Ok, bưng bô liếm đế sạch sành xanh, quý vị nhớ hai câu về đấy giùm tôi. Ok, không thì đừng nhớ, chúng ta mới nói là chích ngừa đi, chích ngừa, tại vì không chích ngừa chúng ta phải có người để vote. We need enough people to vote. Yeah, đúng. Bây giờ nếu mà chết hết lấy gì mà đóng tiền gây quỹ cho hắn ta mà đó là không, cái đứa mà nó anh ơi thôi được rồi, thôi cái gì nó cũng lộ cái đuôi ra. Diễm Quyên gì nó cũng phải lộ ra cái bản chất khốn nạn của nó. Ok, bây giờ trở lại vấn đề gì nóng quá vậy. Không, với lại em cũng muốn nói một điều á, là ở đây không phải là mình ủng hộ cái sự kêu phụ nữ phá thai. No, không mình không có hết. Ủng hộ cái không chuyện đó, nhưng mà mình ủng hộ cái việc mà người phụ nữ có cái quyền lựa chọn, tại vì họ biết, chỉ có họ mới biết chắc rằng họ có thể nuôi đứa bé được không. Chứ nhiều khi họ cũng có người đâu có đủ điều kiện, ví dụ họ bị hiếp dâm hay gì, họ đâu có đủ điều kiện để sau này họ có thể raise một đứa trẻ, mà đứa trẻ đó có thể như là trở thành một người không tốt, hoặc là không có đủ điều kiện để gom góp cho đứa trẻ đó, thì họ cũng không có muốn mang đứa trẻ đó ra đời. Có nhiều chị phụ nữ đó bị bệnh mental. Đúng có rồi. Cái bệnh mà retarded. Tội nghiệp lắm. Họ có thể làm hại đứa trẻ. Bị cha ruột, chú ruột, thầy giáo hay là người anh em trong nhà đó, người thân của họ đó, tại vì họ khờ đó, mình Việt Nam hay gọi là những cô khờ đó, họ bị rape ra rồi họ có làm sao mà có khả năng mà nuôi dạy đứa bác con sĩ đây. Nói gì ở Arizona kìa, một cô sống như thực vật đó. Dạ vâng. Nằm ở trong cái bệnh viện lão, nó bị một anh chàng y tá nó hiếp dâm, rồi có bầu, bác sĩ gốc Việt đó, mà tới khám không biết cổ có bầu luôn, mà đợi lúc gần 9 tháng đẻ ra rồi mới biết là cổ đẻ ra DNA mới biết là cái thằng y tá là tác giả. Wow. Đó. Mà bác sĩ gốc Việt á nha, Việt Nam á, là cái người mà khám bệnh cô đó mà cô không biết cô có bầu, 9 tháng rồi đẻ ra rồi mới biết là có bầu. Oh, ở trong trường hợp đó nếu mà ở Texas thì sao? Nếu Texas là thằng y tá đó nó được quyền kiện cô đó tên bác sĩ, tiện tất cả mọi thứ luôn, cấm. Đúng rồi. Được. Thì đó mình không có ủng hộ cái chuyện mình đó thôi. Mình không ủng hộ. Nhưng mình ủng hộ. Dạ, không nó có ai đáng. Muốn không có người phụ nữ nào muốn phá thai. Không cái đồ núm ruột của mình mà. Với lại khi mà phá thai cái ảnh hưởng về tâm lý thể lý nó sâu rộng vô cùng. Nghĩ tới cái chuyện đó mà người ta không có ai mà muốn mà cắt tự nhiên cắt tay trên mổ xẻ mình lấy những cái mà máu mủ như vậy đó, không ai muốn hết. Nhưng mà người ta làm chỉ khi nào bất đắc dĩ đối đế, người ta không thể sinh tồn được. Mà thì nhưng mà có những người mà ham vui, có những trường hợp mà ham vui cái đó là chuyện khác này, cái đó mình phải nói thêm một cái okay, đó ham vui mà không có đeo bao đó, cái đó là chuyện khác. Cái đó chuyện khác. Còn những cái chuyện mà bây giờ Texas cái luật lệ đó không có nói gì vấn đề mà loạn luân, mà cha hiếp chú dâm. Anh em mà hiếp dâm hoặc là đi rape hoặc là những cái người mà bị mental retarded mà người ta là nạn nhân đó, hoặc là người đang bị bệnh, bây giờ đẻ đứa con ra người phụ nữ có thể chết. Có những cái bệnh pre-eclampsia, như là nếu mà mình carry cái bầu thai đó you can die. Ok rồi thôi. Ok rồi, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ vâng. Mong bác sĩ bớt nóng trong tập sau nha. Cảm ơn anh Thắng rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, thì cũng hết giờ rồi nên chúng tôi xin tạm ngừng chương trình tại đây. Và xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Đối diện sự thật cũng vào giờ này trên đài truyền hình SBTN.